Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi Thiên Chúa hiện ra và kêu gọi Môi-se trong một bụi gai đang bốc cháy, và Thiên Chúa truyền lệnh cho Môi-se phải đi nói với vua Pha-rô để dẫn dân Do Thái về lại đất hứa, Môi-se đã trả lời như thế nào? Ông từ chối. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay đó, Môi-se nói rằng: Lạy Thiên Chúa, con là ai? Con là người như thế nào mà dám đến với Pharaoh, vua Ai Cập, để đòi đưa dân Israel trở về đất hứa được? Kính thưa cộng đoàn, Môi-se là ai? Môi-se tự nhận thấy mình quá nhỏ bé. Môi-se tự thấy mình là một người bình thường, thậm chí là tầm thường nữa. Ông chỉ thấy mình là một dân đen, một người đang làm nghề chăn chiên cho bố vợ, một nghề cùng đinh trong xã hội. Còn Pharaoh, một ông vua rất là hùng mạnh, ở tầng lớp hoàn toàn khác. Thế nên Môi-se cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu thế trước một người quá là quyền lực. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, đường lối của Thiên Chúa quả là mầu nhiệm. Trước mặt Thiên Chúa, đối tượng được hưởng ơn cứu độ không có sự phân biệt theo đẳng cấp, chức vụ hay quyền lực, không có sự phân biệt giàu hay nghèo, chỉ có một sự phân biệt duy nhất mà thôi, đó là sự phân biệt họ có khiêm nhường mở lòng đón nhận ơn cứu độ hay không, hay là ngược lại, họ tự cao tự đại cho mình là biết đầy đủ rồi, cho mình là tuyệt vời rồi. Ở trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định điều đó. Chúa nói: Thiên Chúa Cha không mặc khải nước trời cho những người, cho những kẻ cho mình là khôn ngoan thông thái, những người cho mình là tài giỏi hơn người, nhưng Chúa lại mặc khải cho những người có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Đơn sơ bé nhỏ ở đây có nghĩa là bé nhỏ về tâm hồn, tức là những người chân thành và khiêm tốn đón nhận tin mừng nước trời. Những người vốn tự cao tự đại, những người vốn tự cho mình là tài giỏi thông thái, điển hình đó là Chúa Giêsu nhắm đến các luật sĩ và các biệt phái. Đó là những người thường xuyên bị Chúa khiển trách, thậm chí Chúa dùng những lời rất mạnh để nói với họ, nhưng họ vẫn cứng lòng không chịu tin, không chịu hoán cải, không chịu mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng. Những người đó có thể nói họ rất hiểu biết, rất uyên thâm về Kinh Thánh, họ nắm rất vững về lề luật, họ cho mình có đầy đủ mọi sự khôn ngoan hiểu biết như vậy, cho nên có thể gọi họ là những người chữ nghĩa đầy mình. Nhưng họ tự mình có thể nắm vững được chân lý, họ cho rằng như vậy. Họ biết rằng, họ cho rằng tự mình có thể biết được chân lý, tự mình có thể đạt đến ơn cứu độ được. Vậy cho nên họ gạt phăng tất cả những lời của Chúa Giêsu sang một bên, họ không thèm nghe, họ không chịu đón nhận. Không những vậy, họ còn tìm cách để loại trừ Chúa, để giết chết Chúa. Chính cái sự kiêu căng tự mãn đó làm cho họ không thể đón nhận nước trời. Kính thưa cộng đoàn, muốn đón nhận nước trời, chúng ta phải trở nên bé nhỏ,
bé nhỏ trong tâm hồn, đó là khiêm nhường trước tình yêu bao la của Thiên Chúa. Bé nhỏ đó là biết đặt trọn niềm tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bé nhỏ đó là không cậy vào cái sức riêng của mình, không cậy vào trí hiểu, không cậy vào tài năng, không cậy vào những cái gì mà mình có, nhưng đó là hoàn toàn biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Ước gì chúng ta biết mặc lấy sự đơn sơ khiêm tốn bé nhỏ như thánh cả Giuse, như Đức Maria năm xưa. Đức Mẹ đáp lời xin vâng trước sự mời gọi của Thiên Chúa. Thánh cả Giuse cũng vậy, Thánh Giuse cũng đáp lại tiếng xin vâng khi thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta hôm nay học được một nhân đức thôi, đó là nhân đức khiêm nhường, đơn sơ, bé nhỏ, để chúng ta mở lòng mình ra đón nhận tin mừng của Chúa. Amen. Quang đại, đưa tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con
xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Được Chúa.